Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chuyên mục Phong Cách cùng Hoài Thu sẽ đưa tất cả quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu về một thú nuôi, một thú chơi rất là thú vị. Và đó là gì thì hãy cùng theo chân Hoài Thu nhé. Và khán giả chuyên mục Phong Cách. Và các bạn thân mến, nuôi vẹt chính là chủ đề của chuyên mục Phong Cách ngày hôm nay. Anh Cường ơi, em thấy là mọi người có rất là nhiều thú vui khác nhau, ví dụ như là nuôi chim rồi nuôi cá. Tại sao thì với mình thì mình lại lựa chọn là nuôi vẹt đấy? Vì vẹt là một loài vật rất là thông minh và có một cái màu sắc rất là sặc sỡ, rất bắt mắt với người chơi. Mà thứ hai là rất quấn chủ. Đây là màu tự nhiên của con vẹt. Mỗi con nó có loại màu. Nuôi vẹt thì có khó không ạ? Và khi mà nuôi vẹt thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì ạ? Nuôi vẹt thì rất là dễ thôi. Mình chỉ chú ý là mùa đông, vì vẹt này nó ở vẹt Nam Mỹ, nó không quen với khí lạnh của miền Bắc mình. Thì mùa đông mình cần phải để ý và sửa ấm cho nó. 3-4 ngày thì mình tắm rửa, xong mình cho phơi nắng. Chế độ ăn của các bạn vẹt thì thường là sáng ra thì mình pha 4 ngũ cốc, mình cho ăn một lần. Và buổi trưa thì mình cho ăn ít hoa quả. Và tối thì là cho ăn một bữa bột nữa. Còn việc huấn luyện các bạn vẹt thì sao? Thì là mình phải để cho các bạn ấy đói. Mình muốn bạn vẹt là theo mình thì mình gọi đô la sang tay đây. Mình cho bạn ăn một miếng. Đấy. Ăn xong là mình lại để bạn ấy ở lại đây. Đô la. Đấy, cho ăn, bạn ăn một miếng. Cứ dần thế là bắt đầu. Cứ dần thế xong bắt đầu là mình tạo khoảng cách xa dần ra. Mình sẽ thả được bạn ấy bay. Những chú vẹt thường được nhận nuôi từ khi còn là chim non, chưa mọc đủ lông, đủ cánh. Bởi vì như vậy, khi vẹt lớn mới thuần và theo chủ. Khi vẹt được 5-6 tháng tuổi là giai đoạn phù hợp nhất để huấn luyện và dạy nói. Vẹt trưởng thành có thức ăn là các loại ngũ cốc, thóc, ngô, đậu, kê và còn một số loại rau củ quả như cà rốt, khoai, táo, cam. Oh, wow. Thank you. Nuôi và chăm sóc vẹt không hề khó, tuổi thọ trung bình của loài vẹt cũng rất cao, lên đến 70 tuổi, và hầu hết các loài vẹt rất ít khi bị bệnh. Tất cả các loại động vật thì mình yêu vẹt nhất. Mà nó thân thiện với người, mình coi như là một người bạn thân, như là một người con trai của mình. Đó, mình yêu quý nó. Nếu mình thả ra, mình gọi nó về, mình ngày chơi nó 1-2 tiếng rất là vui.